Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trước thềm Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, trong đó nhấn mạnh không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Chia sẻ câu chuyện từ địa phương, ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh ủy Đồng Tháp đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đi lại biếu tặng quà Tết riêng tư giữa cấp dưới với cấp trên mà động cơ mục đích như thế nào, có lẽ chỉ giữa họ mới biết với nhau, người ngoài rất khó phát hiện. Thực tế, việc quan hệ giao lưu quà biếu là có nhưng họ không sử dụng ngân sách nhà nước. Từ chỗ đó khiến kiểm toán hay thanh tra cũng khó có cơ sở để kết luận mua quà biếu xén cho lãnh đạo. Bây giờ không còn chuyện đi xe biển số xanh đến nhà lãnh đạo biếu quà, giờ chỉ còn xe biển số trắng mà biết là của ai. Cái chuyện đó là mình biết để mình quản thôi, ông Hòa nói. Nguyên đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến đánh giá đây là biểu hiện cụ thể của sự biến tướng từ việc biếu tặng quà vào mỗi dịp Tết. Thực tế không hiếm những món quà Tết mang tính hối lộ trá hình nhằm xin cho vụ lợi, từ đó tạo ra tham nhũng tiêu cực. Quà Tết ở đây không mang ý nghĩa nhân văn và tình cảm trong đó. Đây là một thứ hối lộ với giá trị vật chất rất lớn để chờ đợi một cơ hội năm mới anh cho em một vị trí cao hơn hoặc sang năm mới anh duyệt cho em dự án cả trăm tỷ đồng. Quà Tết này chính là hối lộ trá hình và chúng ta cần những giải pháp để ngăn chặn, ông Lê Như Tiến nói. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức, nguyên phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cũng nhìn nhận. Nhiều năm nay chúng ta đều đưa ra chỉ thị về tặng quà Tết. Nhưng việc biếu quà Tết như một cách thức để người ta đút lót vẫn còn tồn tại khiến người dân bức xúc. Điều này xuất phát từ lòng tham, từ mưu cầu cơ hội của con người. Người nhận quà xuất phát từ lòng tham, còn người tặng quà thì lợi dụng để được trục lợi. Đây là mặt trái của kinh tế thị trường. Trong văn hóa truyền thống, chuyện tặng quà không mang tính thực dụng mà mang tính văn hóa tinh thần nhiều hơn. Còn hiện nay, nhận quà và tặng quà là một biểu hiện của nền kinh tế ngầm, được biểu hiện ra nhân ngày Tết, nhân nét văn hóa của dân tộc, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức bày tỏ. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội bình luận, nếu quà Tết là gói tiền to thì không còn gọi là quà. Các chỉ thị cấm biếu quà Tết nhằm ngăn chặn các hình thức biến tướng, lợi dụng quà tặng để biếu xén, hối lộ, chạy chức, chạy quyền, chỉ là văn bản hành chính, nên không cơ quan hay doanh nghiệp nào thừa nhận là không thực hiện nghiêm túc. Trong khi những người thực hiện việc này đều có động cơ mục đích rõ ràng, nên nếu không nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, thì việc dẹp bỏ vấn nạn hối lộ, tham nhũng thông qua quà Tết là vô cùng nan giải. Mặc dù hàng năm người đứng đầu chính phủ và các địa phương, các cơ quan đơn vị đều rốt ráo chỉ đạo nghiêm cấm biếu tặng quà Tết, nhưng việc tặng quà Tết vẫn diễn ra với nhiều hình thức, cách thức mới. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là những lo ngại về sợ mất việc hay mong muốn được đề bạt lên những vị trí cao hơn. Do vậy, chỉ khi người đứng đầu các cơ quan đơn vị có ý thức tự giác và mạnh dạn từ chối nhận quà, thì tệ tặng quà mới có hy vọng được giải quyết. Mặc dù không mới, nhưng cứ vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, thì câu chuyện biếu tặng quà Tết lãnh đạo cấp trên vẫn làm nóng dư luận. Bình luận về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống cho rằng tặng quà Tết vốn là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trước đây, quà Tết mang ý nghĩa tinh thần là chính. Người ta biếu nhau món quà, giá trị vật chất không cao như chai rượu, hộp bánh, hộp mứt, con gà hoặc những sản vật mà mình tăng gia sản xuất được. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, mỹ tục này đã bị biến tướng, nhuốm màu thực dụng. Nếu bằng cái tâm, bằng tình cảm đặc biệt của mình với người mình yêu quý, thì thiếu gì cách để thể hiện. Đôi khi người ta chỉ cần đến với nhau bằng tình cảm chân thành, cũng là điều rất đáng quý trọng. Tặng quà thể hiện sự thân mật, tình thân thì nên giữ, nhưng lợi dụng tình thân để hối lộ thì đáng lên án, phải xóa sổ. Hiện nay, quà Tết đang bị biến tướng, đôi khi là những món quà hối lộ, trá hình.
xuất phát từ động cơ vụ lợi. Có trường hợp, quà Tết cũng là dịp để người biếu tặng và người nhận mặc cả, hy vọng được nâng đỡ. Cũng có người tranh thủ chạy trọt, mua ghế, mà thực tế đã có những trường hợp trước khi nghỉ đã ký bổ nhiệm đề bạt cho vài chục người. Giáo sư tiến sĩ Trần Lâm Biền bày tỏ. Vẫn theo giáo sư tiến sĩ Trần Lâm Biền, tình trạng biếu tặng quà Tết có giảm đi hay không, quan trọng nhất vẫn nằm ở sự cương quyết và gương mẫu của chính lãnh đạo cấp trên. Nếu quan chức lãnh đạo nghiêm túc và trong sáng, dứt khoát không nhận quà Tết, thậm chí đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc với người đưa quà Tết, thì sẽ không còn vấn nạn này. Thế nhưng, người được tặng vẫn vui vẻ nhận, thì rất khó ngăn chặn, đẩy lùi. Do vậy, người đứng đầu vi phạm cần phải xử lý nghiêm, không chỉ xử lý bằng hành chính mà phải xử lý hình sự. Ở nhiều nước, việc nhận quà ngoài quy định sẽ bị đưa vào tội hối lộ ngay nên đủ sức răn đe. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển nhìn nhận, tham nhũng là câu chuyện nổi cộm trong xã hội hiện nay. Việc biếu quà là một cách thức để người ta đút lót khiến người dân bức xúc. Và để giải quyết được vấn đề này, theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quý Đức, phải nâng cao lòng tự trọng, sự liêm sỉ của người lãnh đạo, của người đi đút lót. Trong đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu đóng vai trò quan trọng. Lãnh đạo nêu gương trên hai phương diện, vừa là cấp trên, người nhận quà, vừa là cấp dưới của một lãnh đạo khác. Chúng ta nói nhiều việc chạy chức, chạy quyền trong xã hội. Nhưng hình ảnh lãnh đạo cấp trên được hưởng quyền lợi, bổng lộc, quà cáp hơn cấp dưới trong các dịp lễ, Tết là một trong những ví dụ điển hình, làm nên sức hấp dẫn ấy. Chẳng ai muốn làm công chức, lao động bình thường để cả đời chỉ được hưởng mỗi đồng lương. Thay vì biếu tặng cho những lãnh đạo cấp cao, quà Tết nên được trao cho những người thực sự cần. Mới đây, Trung ương Đoàn đã có chương trình Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc ở Bình Dương để trao hơn 10.000 phần quà Tết cho các công nhân lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm hậu đại dịch, các ngư dân và bộ đội biên phòng. Chương trình Tết sẻ chia năm rồng khởi sắc mang thông điệp lan tỏa tinh thần sẻ chia, đề cao những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của người Việt. Sự kiện đầu tiên diễn ra trong không khí vui nhộn với đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí. Tại khu vực Lộc Tỏa Như Nắng, hàng trăm công nhân lao động cùng với người dân địa phương và tình nguyện viên hào hứng tham gia chụp ảnh check-in với các góc trang trí theo chủ đề Tết nhằm lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ ngày cuối năm với bạn bè và gia đình. Trị giá mỗi phần quà là 700.000 đồng, bao gồm bao lì xì có 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, gửi gắm hàm ý về một năm tài lộc vững vàng, lạc quan và ổn định. Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương mong muốn chương trình tiếp tục truyền tải thông điệp về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lá lành đùm lá rách và những thành quả mà toàn Đảng, toàn dân ta đạt được trong sau đại dịch COVID-19 và trong năm 2023. Từ đó, các cấp bộ đoàn, các tổ chức trong xã hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần tạo thêm động lực để các bạn thanh niên, đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang nói, anh Nguyễn Văn Quyết, 25 tuổi cho biết, nhận được sự quan tâm chăm sóc từ các ban ngành, đoàn thể, khiến người lao động muốn đóng góp hơn và làm việc với tinh thần cao hơn. Quà Tết không chỉ là một biểu tượng của tình cảm, mà còn là nguồn động viên lớn để họ tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Quà Tết không chỉ là một món quà, mà là cơ hội để tất cả chúng ta tập trung lại và tận hưởng không khí lễ hội. Nó tạo nên một không khí tích cực và làm cho mọi người trở nên gắn kết hơn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Thực sự khi nhận quà Tết, tôi thường cảm thấy một sự ấm áp và bất ngờ. Có lẽ đó là bởi vì nó là một điều không ngờ và làm tôi cảm thấy doanh nghiệp tổ chức đã thật sự quan tâm đến tất cả chúng tôi, chị Nguyễn Mỹ Anh chia sẻ. Theo bà Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, việc chuẩn bị một cái Tết ấm no sum vầy của nhiều ngư dân, thanh niên công nhân, người lao động trẻ đang mưu sinh tại các đô thị lớn, các vùng ven biển còn bỏ ngỏ trước những khó khăn gian nan của cuộc sống. Vì vậy, chương trình sẽ giúp giảm bớt phần nào gánh nặng lo Tết cho các hộ gia đình ngư dân, công nhân lao động gặp khó khăn do kinh tế bị ảnh hưởng sau COVID-19, các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo. Được biết, chương trình Tết sẻ chia năm rồng khởi sắc được triển khai đồng loạt từ ngày 6 tháng 1 năm 2024 đến ngày 5 tháng 2 năm 2024 tại 25 tỉnh thành trên cả nước, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên,
Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang. Dự kiến chương trình sẽ trao 10.400 phần quà Tết với tổng trị giá 7,4 tỷ đồng đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân bộ đội biên phòng, bộ đội vùng biển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!